Nội dung này được đồng hành bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền chất lượng nhất tại Việt Nam. Ứng dụng có hàng trăm tựa sách nói bán chạy nhất, cùng nhiều nội dung đọc độc quyền dành cho hội viên. Phonos và Spyroom tặng bạn sách nói, bắt đầu với câu hỏi tại sao ở đường link phonos.vn / Spyroom. Đây là bài viết, một từ khóa giúp xây dựng tính kỷ luật của bạn, của tác giả Mystic Cat Lady. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu bài viết này nhé. Tính hay chỉ hoãn, sống thiếu kỷ luật là một vấn đề không ít người gặp. Dù bạn có giấc mơ lớn đến đâu, hay là có khao khát tham vọng gì đi nữa, hoặc chí ít là muốn tạo ra điều gì đó trong cuộc đời, bạn cần có tính kỷ luật, có cam kết với mục tiêu của bản thân. Nhưng mà đôi khi, sự trì hoãn nảy ra khiến bạn sinh chầy ỉ, lười biếng, chỉ muốn cuộn tròn trong chăn rồi lăn đi ngủ cả đời, hoặc là kiếm đủ thứ trò trên đời để làm, sao lãng đi những ưu tiên chính của bản thân. Tính trì hoãn, procrastination, là một vấn đề rất phổ biến. Mình cũng từng viết một bài về vài ba bí kíp của mình để đối diện, giải quyết tính hay trì hoãn. Tuy nhiên, nhân một hôm trời mưa sinh lười biếng, mình lại có cơ hội đối mặt lần nữa với tính chầy ỉ của bản thân. Và là mình nhớ đến một bài học rất quan trọng về việc sắp xếp kế hoạch, thời gian cũng như là rèn luyện tính kỷ luật cho bản thân. Bài học đó gắn liền với một từ khóa I choose, tôi lựa chọn. Đây là từ khóa giúp ích mình rất nhiều trong việc xây dựng cuộc sống bản thân theo chiều hướng ngăn nắp, có kỷ cương hơn. Đặc biệt, hiện tại mình đang là một freelancer, làm việc tự do thì mình càng phải có tính kỷ luật mạnh hơn nữa, vì mình là ông bà chủ của chính mình. Tại sao lại vậy? Một vấn đề mà người mắc tính chây ỳ, lười biếng thường hay gặp là tâm lý nạn nhân, dù một cách vô thức. Khi có một công việc hoặc là deadline được giao, thì họ đẩy công việc đấy đến gần sát ngày mới nhảy, bởi họ có suy nghĩ là tao phải làm công việc này, I have to, tôi phải. Với suy nghĩ, tôi phải làm việc này việc kia, chúng ta đang tự trao quyền lực, sức mạnh của chúng ta cho một đấng bề trên nào đấy bên ngoài. Có thể là sếp, có thể là khách hàng, có thể là cha mẹ, bạn bè hoặc là ai đó khác. Chúng ta trở thành một nạn nhân đáng thương, bị đàn áp bởi một thế lực bên ngoài nào đấy. Thậm chí, thế lực bên ngoài đấy chính là những suy nghĩ của ta. Cách tư duy tôi phải tạo ra những áp lực không cần thiết, khiến ta sinh mệt mỏi, lười biếng. Như khi làm việc với một đứa trẻ, nếu ta ép nó học bài hoặc là ép nó ăn, nó sẽ sinh ra kháng cự, lười biếng, chầy ì, bỏ chạy. Nếu vậy, tại sao chúng ta phải gò ép bản thân vào những khuôn khổ, deadline, để rồi lại phải thêm đau khổ khi ta sinh chầy ì, kháng cự như một cách bản năng? Bằng cách nói, tôi chọn. Đấy là bạn đang tự trao lại sức mạnh làm chủ cuộc đời mình vào tay bản thân. Sự thực vốn dĩ là vậy. Bạn có toàn quyền sức mạnh trong cuộc sống này để tạo ra một cuộc đời mà bạn khao khát. Không thần Phật nào có thể ép bạn làm những gì mà bạn không chọn làm. Đấy là một sự thật bất di bất dịch. Việc đưa ra sức mạnh vào tay của bản thân sẽ tự động chuyển hóa mọi sự phản kháng từ bên trong. Và khi không còn bất kỳ sự phản kháng, resistance nào nữa, việc xây dựng tính kỷ luật sẽ dễ dàng hơn gấp bội. Bởi vậy, lần tới khi có bất kỳ deadline nào hoặc công việc cần làm, hãy nhớ lấy câu chú tôi chọn này. Ví dụ, nếu bạn có nhiệm vụ được công ty giao, hãy nhớ là bạn là người chọn công việc này, chọn ngồi ở vị trí hiện tại, và bạn cũng chọn hoàn thành nhiệm vụ này. Bởi bạn biết, việc hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ mang lại lợi ích mà bạn mong muốn, dù đấy là lợi ích gì đi nữa. Hoặc nếu bạn đang còn trên ghế giảng đường và sắp đến kỳ thi, thì hãy nhớ là bạn lựa chọn ôn tập, học bài vì tương lai của chính bạn. Hoặc nếu bạn muốn xây dựng thói quen tập thể dục, ăn uống điều độ chẳng hạn, hãy nhớ là việc dậy sớm chạy bộ hay là tự nấu ăn thường xuyên là lựa chọn ở bạn, vì sức khỏe, vì vóc dáng của bản thân, và hãy học cách tận hưởng sự lựa chọn này của chính mình. Ngay cả việc tự chữa lành, việc thực hiện thiền hàng ngày, việc giải quyết các vấn đề của bản thân, đấy cũng là lựa chọn của bạn, vì bạn quan tâm đến bản thân, chẳng ai bắt ép gì bạn cả.
một tip khác cho việc xây dựng tính kỷ cương. Để có tính kỷ cương, kỷ luật trong cuộc sống, rất cần đến danh sách việc cần làm, to-do list, hoặc là bảng biểu thời gian qua các công cụ như là Google Calendar, Habitify. Tuy nhiên, nhiều người phản kháng với việc xây dựng bảng biểu thời gian hay thiết lập một lịch trình hàng ngày cho bản thân họ, bởi họ coi việc có một lịch trình hàng ngày kìm hãm sự tự do của bản thân họ như là một cái nhà tù giam cầm họ. Nếu bạn có cách suy nghĩ như vậy, thì hãy thay đổi suy nghĩ theo chiều hướng rằng lịch trình hàng ngày, bảng biểu thời gian là công cụ giúp bạn thiết lập một ngày mà bạn mong muốn. Chẳng có nhà tù nào cả, tất cả đều là sự lựa chọn của bạn. Và việc có một lịch trình hàng ngày, to-do list cụ thể sẽ giúp bạn sắp xếp cuộc sống tốt hơn và tạo dựng cuộc đời mà bạn khao khát. Như vậy, một bài học rất quan trọng trong việc rèn luyện tính kỷ luật, buông bỏ sự trì hoãn, là việc nắm lại sức mạnh vào trong tay bản thân bằng việc thay đổi tư duy từ tôi phải, I have to, thành tôi chọn, I choose. Hãy luôn dùng từ ngữ mang tính truyền sức mạnh này và nhớ rằng bạn là chúa tể của định mệnh bạn, sẽ giúp bạn sống một cuộc đời mà bạn khao khát, bạn xứng đáng. Chúc bạn bình yên trong giây phút này. Quỳnh Anh, Mystic Cat Lady. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, ấn share và ấn subscribe nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên thì đừng chần chờ, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Còn mình là Khánh Linh. Bye!